Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay Khoa xin mời cả nhà cùng Khoa bay quanh khu vực đảo Thanh Đa, khu vực Bình Quế Thanh Đa. Bình Quế Thanh Đa là tên một bán đảo, thường được gọi tắt là bán đảo Thanh Đa, nằm bên sông Sài Gòn thuộc các phường 27 và 28 của quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nằm giữa lòng thành phố nhưng hiện nay bán đảo này vẫn như một miền quê do dự án đã bị quy hoạch treo hơn 25 năm qua. Cảnh quan thường gặp ở đây là những ruộng lúa, ao, đầm đối lập với những cao ốc, căn hộ, khu biệt thự phía bên kia sông Sài Gòn thuộc khu vực Thảo Điền, quận 2. Bán đảo Bình Quế Thanh Đa được bao bọc bởi sông Sài Gòn và kênh Thanh Đa, cách trung tâm thành phố chưa đầy 5 km, phía đông và phía bắc giáp quận Thủ Đức, phía nam giáp khu vực Thảo Điền thuộc quận 2, phía tây giáp phần còn lại của quận Bình Thạnh với ranh giới là kênh Thanh Đa. Bán đảo được chia thành hai khu vực là khu vực Thanh Đa tương ứng với phường 27 và khu vực Bình Quế Tây, thường gọi tắt là Bình Quế, tương ứng với phường 28. Trong đó khu vực Bình Quế chiếm phần lớn diện tích bán đảo với các khu dân cư nằm rải rác. Một phần lớn diện tích đất ở khu vực này là các đầm lầy và những lô đất bị bỏ hoang, được người dân tận dụng để trồng lúa hoặc đào ao thả cá. Khu vực Thanh Đa có cư xá Thanh Đa với các chung cư cũ hình thành từ trước năm 1975 và có phần sầm uất hơn khu vực Bình Quế do vị trí gần với trung tâm quận hơn. Lối vào duy nhất bằng đường bộ hiện nay là qua cầu Kinh Thanh Đa theo đường Xô Viết Nghệ Tỉnh. Một con đường khác là đi qua phà Bình Quế, trước đây là bến đò Bình Quế, từ phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Thì các bạn cũng đã thấy đó là cuộc sống của người dân ở đây vẫn tiếp tục bị đảo lộn, do ở cũng không xong, đi cũng không được, vì thành phố Hồ Chí Minh chưa chốt được phương án lựa chọn nhà đầu tư cho toàn khu này. Mặc dù theo thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh mới đây, hiện đã có nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước nộp hồ sơ tham gia đấu thầu khu đất kim cương này. Theo đó thì danh sách các nhà đầu tư bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Roy Trade, công ty cổ phần đầu tư quốc tế PET Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Petro Đông Nam Á, liên doanh công ty cổ phần đầu tư Golden Star và công ty trách nhiệm hữu hạn Capital Land, liên doanh công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Thuận Tấn, công ty Golden Well Global Limited, công ty cổ phần xử lý ùn tắc giao thông môi trường, công ty cổ phần quy hoạch kiến trúc Gia Bảo, liên doanh công ty cổ phần ADR 3000 Việt Nam, Golda Putin Thái Lan và công ty cổ phần tập đoàn phát triển đầu tư Thái Thành Vân, công ty cổ phần tập đoàn Sunshine, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. Trong đó thì tập đoàn Tân Hoàng Minh đề xuất lập đồ án quy hoạch dự án khu đô thị dự án Bình Quế Thanh Đa. Các nhà đầu tư đã đưa ra những điều kiện thể hiện trách nhiệm với thành phố Hồ Chí Minh muốn tham gia đấu thầu và phát triển dự án trên. Một số nhà đầu tư cho biết thì sẽ xây dựng tặng thành phố một số cây cầu theo quy hoạch nối vào bán đảo Thanh Đa nếu họ trúng thầu. Tuy nhiên, cũng đưa ra những yêu cầu của thành phố Hồ Chí Minh đối với nhà đầu tư nếu trúng thầu như thời gian giao đất, chi phí giải phóng mặt bằng. Thì hiện tại thì hơn 3.000 hộ dân với 45.000 nhân khẩu ở bán đảo Bình Quế Thanh Đa vẫn đang sống với nghề nông, buôn bán nhỏ và chờ đợi. Gần 30 năm quy hoạch treo, bán đảo Bình Quế Thanh Đa đã trở về vạch xuất phát ban đầu, tức là đang chờ thành phố Hồ Chí Minh xây dựng phương án tổ chức đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư. Sống giữa lòng thành phố, người dân ở đây vẫn làm nghề trồng lúa, nuôi vịt, nuôi bò như một vùng nông thôn. Tuy nhiên, khác với các khu vực nông thôn, người dân có thể làm lại căn nhà. Nhưng người dân Thanh Đa chẳng thể làm gì hơn trên mảnh đất của mình. Suốt thời gian dài, họ chỉ biết đến những dự định và dự định. Đến đây thì khung cảnh của cuộc sống của người dân chẳng khác mấy một vùng quê với ruộng lúa,
bờ ao, những con đường nhỏ dưới những hàng dừa. Thế nhưng phía sau không gian tưởng như yên bình đó là cuộc sống khốn khổ của hàng ngàn hộ dân đã kéo dài hơn 26 năm vì dính quy hoạch. Nhà cửa ở đây đa phần lụp xụp, nhiều căn chỉ làm tạm bợ bằng lá dừa, tấm tôn. Theo người dân ở đây, mặc dù nhà cửa hư hỏng xuống cấp nhưng họ không thể xây mới, muốn sửa chữa cơi nới cũng phải xin phép và vướng rất nhiều thủ tục. Thực vậy, khi qua khỏi cầu Kinh Thanh Đa thì con đường Bình Quế chạy dài khoảng 4 km dẫn vào khu dân cư vẫn còn khá đơn sơ, cây cỏ mọc cao hơn đầu người. Tại một số khu vực sâu dọc bờ sông thì có một vài hộ dân sinh sống, đa số đất tại khu vực này là lúa ao hồ. Do vậy, người dân ở đây sinh sống bằng nghề kinh doanh cho thuê đất để mở những khu vui chơi, câu cá, nghỉ mát hoặc nuôi tôm cá. Theo một người dân ở đây cho biết là muốn xây thêm nhà trọ để trang trải qua ngày, nhưng chỉ mới xây lên chút thôi là đã bị dính chính quyền đến yêu cầu đập bỏ. Quy hoạch treo viết, dân mệt lắm. Chúng tôi sống tại khu vực gần trung tâm mà hoàn cảnh còn thê thảm hơn là vùng quê, thì bà Mai bức xúc. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chấp nhận kiến nghị của Sở Xây dựng và các sở có liên quan cho phép Sở Xây dựng thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng có thời hạn để bà con chủ động xây dựng sửa chữa nhà cửa. Như vậy thì sau hơn 26 năm sống trong những ngôi nhà lụp xụp mà không được phép sửa chữa cho khang trang, thì tới đây 3.400 người dân đang sinh sống có đủ điều kiện để nâng cấp nhà cửa của mình, ổn định đời sống. Trước đó thì Sở Xây dựng vừa có văn bản kiến nghị Ủy ban Nhân dân rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, đánh giá, xác định tính khả thi của dự án khu đô thị Bình Quế Thanh Đa để điều chỉnh hoặc hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm, làm cơ sở để người dân được thực hiện tách thửa và được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ở một khía cạnh khác, thì vào giữa năm 2019, là tầm khoảng tháng 7 năm 2019 năm rồi, thì Capland có dự định là sẽ bắt tay cùng SCIC tham gia đấu thầu đầu tư dự án hạ tầng đô thị Bình Quế Thanh Đa. Capland cho biết bên cạnh việc xây dựng khu đô thị, chủ trương của tập đoàn Capland là mang tới những giải pháp thông minh mang tính bền vững vận hành khu đô thị này. Theo đó, những giải pháp công nghệ về sản xuất năng lượng xanh phục vụ nhu cầu của người dân tại đô thị, cũng như tính toán về kết nối cơ sở hạ tầng và những khu vực xung quanh là những điểm được tập đoàn Capland mong muốn đem lại cho người dân ở đây. Trước đó thì Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông tin là nhận được văn bản của 10 doanh nghiệp tham gia đấu thầu dự án Bình Quế Thanh Đa. Nếu các anh chị nào cảm thấy kênh Phạm Đăng Khoa Realtor hữu ích cho mình, xin hãy vui lòng đăng ký nút subscribe ở bên dưới để theo dõi các video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong thời gian sớm nhất.